cho trần gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành chỉ vì hai chữ lời danh. Người thì lao đao, còn người kia trông sang giàu. Kiếp sống vô thường, quá nhiều khổ đau. Đời tựa mây bay, đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Mà sao ta cứ hơn thua tranh giành, cứ lanh quanh chữ tiền như con thuyền lạc giữa biển khơi. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Kenwood SH3MD. Dàn này lỗi CD và MD nên mình nghe nhạc qua chức năng AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hai đầu bông sen, Kazakh 3.5. Dàn này có hỗ trợ ngồi sub out để mình kết nối sub điện rời, tăng thêm dãy âm trầm. FM của dàn tần số là 90 nha. Công suất của âm ly là 55W. Công suất của lo là 60W trên cặp lo. Đây là góc cạnh của lo mặt sau. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Mình mua bộ dàn này về dùng thay lo vi tính làm thay lo TV. Với chất lượng âm thanh vượt ngoài tầm giá chỉ vài trăm ngàn thôi, hay hơn rất rất là nhiều so với lo vi tính ngoài thị trường. Kích thước của bộ dàn này như sau. Chiều cao của lo là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-30m². Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đường cảnh nhầm 220. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V, thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện cho các bác. Sau khi mình nhận được bộ dàn này, chỉ việc cắm vào điện 220 là xài ok. Và ngoài ra bên em còn có bán cái remote học, tức là cái hiển học mình có thể chỉnh được bass nè, treble nè, chỉnh được full chức năng trên dàn. Bass em đang chỉnh ở mức cộng 6 và treble đang chỉnh ở mức cộng 4. Mình có thể tăng bass, treble lên thêm nữa để phù hợp với bài hát và với cái gu nghe nhạc của mình nha. Và ngoài ra trên dàn này mình có thể chỉnh được lọc âm equalizer và tùy chỉnh được full chức năng trên remote. Nếu các bác có nhu cầu mua remote, chuyển điện hay là gắn thêm Bluetooth vào trong âm ly thì liên hệ em nha. Chỉ cần mình bật laptop, điện thoại, máy tính hay những thiết bị nào có sóng Bluetooth là các bác có thể phát được những bài hát yêu thích mà không cần di nhợ rườm ra. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo, nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 300.000 nhận hàng, thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, hoặc chuyển đủ 100% em sẽ tặng cho mình một dây hai đầu bông sen Kazakh 3.5 để kết nối điện thoại, TV, máy tính. Em vừa test một đoạn nhạc vàng qua chức năng AUX kết nối điện thoại. Tiếp theo đây mình sẽ nghe một đoạn nhạc remix sôi động rồi em xin kết thúc clip. Các bác có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hay là cần mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0931008099 giúp em. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test. Lần đầu tiên gặp anh là thứ hai. Một mình anh vẫn lo em chẳng biết đúng sai. Thật may anh không nhận ra. Rồi thứ ba lại gặp anh ở đây. Lần này em chẳng ngóng. Bộ dàn này lưới lo trong tháng, từ nhà nó liền lưới như vậy. Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu.